Xin chào tất cả các bạn, we are 365. Các bạn ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3 rồi. Jun xin chúc cho tất cả các Starline nữ của chúng ta sẽ càng ngày càng vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Luôn luôn cười như Jun. Yeah. Còn Isaac thì chúc cho tất cả các bạn nữ chúng ta ngày càng xinh xắn. Và ai đã xinh xắn rồi thì sẽ xinh xắn hơn nhé. Và đặc biệt là luôn luôn may mắn nha. Khi đã may mắn thì phải có sức khỏe nha, để nhảy cùng với lại 365. Chúc cho các bạn nữ 8 tháng 3 vui vẻ.